Honda Civic giảm giá chỉ còn hơn 600 triệu đồng. Trước thông tin ra mắt phiên bản nâng cấp, Honda Civic đang được các đại lý giảm giá mạnh cho tất cả phiên bản hiện nay. Cụ thể, khi khách hàng mua Honda Civic sẽ được giảm trực tiếp giá trị tiền mặt 50-70 triệu đồng, kèm theo đó là các loại phụ kiện với giá 20 triệu đồng. Hiện nay, Honda Civic phiên bản E đang được bán với giá 729 triệu đồng, sau giảm giá xuống còn khoảng 679 triệu đồng. Với mức giá này, Honda Civic E có giá xuống gần ngang giá niêm yết của một số mẫu xe cỡ B. Tương tự như vậy, các phiên bản còn lại đang bán với mức giá niêm yết chưa giảm giá lần lượt là phiên bản G với giá 789 triệu đồng, phiên bản GS là 929 triệu đồng. Dựa trên mức giá niêm yết này, các đại lý sẽ giảm giá 50-70 triệu đồng, tùy theo mức chiết khấu của từng đại lý. Tại thị trường Việt Nam, Honda Civic được bán ra có kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 4630, 1799, 1416mm, chiều dài cơ sở là 2700mm. Xe có khoảng sáng gầm ở mức 133mm. Xe được trang bị động cơ với hai phiên bản, đầu tiên là động cơ 1.8 lít, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van biến thiên, đạt công suất tối đa 139 mã lực tại 6.500 vòng trên phút, và mô men xoắn cực đại tại 174 Nm tại 4.300 vòng trên phút. Động cơ thứ hai là 1.5 lít turbo với 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van biến thiên, cho công suất tối đa 170 mã lực tại 5.500 vòng trên phút, và mô men xoắn cực đại 220 Nm tại 5.500 vòng trên phút. Honda Civic là đối thủ cạnh tranh cùng Mazda 3, Kia Cerato, Hyundai Elantra, Toyota Corolla Altis. Tuy nhiên, mức giá niêm yết mà Honda Civic được bán làm cho doanh số của chiếc xe này không cao so với các đối thủ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.